Các mẫu câu: đến giờ cho búp bê đi ngủ rồi đó con. Con hãy chúc ngủ ngon với bạn búp bê đi nào. Ba mẹ sẽ nói với con bằng tiếng Anh như thế nào nếu như đang trong giờ chơi và con đang chơi với búp bê? Trong ngày hôm nay, mình là Hương và là thạc sĩ ngành giáo dục của trường đại học Queensland tại Úc. Và Hương sẽ hướng dẫn mọi người một số các mẫu câu ngắn để chúng ta có thể giao tiếp với con trong giờ chơi với chủ đề về door. Mẫu câu: chúc bạn búp bê ngủ ngon đi nào con. Ba mẹ sẽ nói bằng tiếng Anh như thế nào? Bạn búp bê, chúng ta sẽ có từ baby doll. Baby doll. Chúc ngủ ngon. Thông thường ba mẹ sẽ biết đến từ good night. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một từ nữa, đó là từ night night. Night night. Vậy thì mẫu câu: chúc bạn búp bê ngủ đi nào con. Chúng ta sẽ nói là night night baby doll. Night night baby doll.